Shop app coioc com là shop bạc mà được anh em Ngọc Rồng ủng hộ 4-5 năm nay Với thương hiệu 4-5 năm nay thì shop app coioc997.com không còn ngần ngại gì nữa cả Mọi người nếu như có nhu cầu mua ạc giá rẻ 8 server Giá từ 100k đến tận 5 triệu và thậm chí những access kích hoạt hay là 1 triệu, 2 triệu, 3 triệu Mời các cứ ghé ngay coioc997.com anh em ơi Mình tin rằng anh em sẽ chọn được các hợp lý, giá rẻ, an toàn và uy tín Anh em cứ có link bên dưới phần mô tả Ngoài ra tại shop cũng có làm full dịch vụ luôn có upi kíp này đệ tử này làm thuê đệ tử làm nhiệm vụ tất cả mọi dịch vụ tại còi ốc com à... mới nghịch quả mồng tơi xong anh em ạ à... học thì chưa thấy đi học mà thấy bọn con nít nó thả diều đầy ngoài quảng trường với lại ngay mấy sân bóng á với lại chỗ mình nhiều vườn đó, nó thả diều tùm lum luôn á học chả thấy đi học đâu mà thấy hè tới nơi đấy nhở à, rồi chúc anh em ngày mới vui vẻ nhá thì ngày hôm nay là À, mình dậy khá là trễ mọi người hiện tại bây giờ đã là 2 giờ rồi hai ba giờ gì rồi á mình cũng mới dậy xong chưa nhìn đồng hồ luôn nói chung là mình dậy cái mình à, tắm rửa, à, quên mình à, đánh răng rửa mặt cái ăn uống cái bắt đầu à, mình quay clip thì à, hôm nay mình dậy khá là trễ thì à, mình ngủ mình ngủ bù mình ngủ bù để tối nay mình làm một cái clip đó là mình sẽ thức xuyên đêm để mà làm tiểu đội sát thủ với lại phi xe cho cảnh sát coi anh em nhé nói chung là nhiệm vụ bây giờ nó toàn là kiểu như là bọn nó bọn nó kiểu như là tun là một này à, thứ hai nữa là mẹ bọn nó nói chung bọn nó làm nhanh lắm anh em rạch 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 xong nên là thực sự mà để mà làm được nhiệm vụ tiểu đối sát thủ xe và tám thì cực kỳ khó nói thẳng và rất nhiều anh em bảo mình là nhiệm vụ tiểu đối sát thủ đã khó rồi nhưng mà pickpock kinh công thì càng khó hơn tại vì pickpock kinh công có tỷ lệ rớt rất đầu đó, nên là nên là người ta săn rất là nhiều muôn vặt khó khăn thôi kệ tối nay chiến anh ạ tối nay quốc thôi đâu sợ Em ơi gió đông cận kỳ bao nhiêu lớp áo cũng không bằng lớp em. <laughs> Hello mọi người và chào mọi người quay trở lại channel của mình. Mọi người thấy ở trên màn hình đó chính là Long Corona và Coi Corona. Hai anh em mình là đi đâu là cũng có nhau mọi người ạ. À. Hiện tại là bởi anh em mình chưa qua được bên tương lai nên là tạm thời anh em mình úp ở hang quỷ chi mọi người nhá. Hoàn toàn sai giáp lên tập tự động 100, anh em ạ. À. Để tránh cái việc là gọi như là mình cũng không ngon hát á. Với lại là xài lắm giáp lên tập tự động á, chấp luôn mấy thằng ngon hát anh em ạ. À bem rất là nhanh nhưng mà được cái là hơi tốn ngọc mọi người ạ. <laughs> Trứng rán cần mỡ, bắp cần bơ, yêu không cần cớ, tớ cần số 4 cơ. Vâng, trước mặt chúng ta đó chính là số 4 và là... ngay trước mặt mọi người luôn đó chính là còi corona. Và ngay lập tức bây giờ mình đang ra lệnh cho mọi người bao vây khu này và một mình mình làm thôi. Vâng. Nói chung là anh em là bình tĩnh lại, không phải việc gì phải vội vàng cả. Mình làm nhiệm vụ là hoàn toàn là trên tinh thần là tự nguyện của tất cả anh em. Né ra cho anh làm, biến hết. Đó. Kiểu như là mình muốn làm trùm xe 8 này mà mẹ ra lệnh cho thằng nào là thằng đó phải im phăng phắc luôn anh em ạ à. nói chung là cảm ơn uh, lộc hai k hai idol giới trẻ làm nhiệm vụ nhá thì nói chung là hôm nay là mình sẽ uh, làm nhiệm vụ uh, tiểu đội sát thủ cho còi corona một trong những nhiệm vụ mà được nhiều người thuê nhất cho đến thời điểm hiện tại phải nói rằng là như vậy tại vì nó quá là khó khăn và bây giờ trong khu mình là chỉ có một mình mình đang là mình ở trong khu này đang là một con hổ bạo chúa mọi người ạ à. và tất cả mọi người sẽ phải né ra và tiếp theo đó là số 3 Vâng, anh em chúng tôi long corona và còi corona đi đâu là cũng phải đi chung. Bây giờ mình làm thì nó nếu như mà chưa 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 sáng quá mà chưa buồn ngủ á thì mình sẽ làm luôn. Hiện tại bây giờ đang là 2 giờ sáng rồi anh em ạ. Nói chung là 2 giờ sáng này rạng sáng thôi. Nói chung là rất là mệt mỏi, thật sự rất là mệt mỏi luôn. Bây giờ là xong số 1, chúng ta tiếp tục với tiểu đội trưởng Lộc 22 TV đang tự sát cho mình để chiến số 2 đi. Và tiểu đội trưởng ngay lập tức xuất hiện. Vâng, phải nói rằng rất là tuyệt vời và trước mắt chúng ta đó chính là tiểu đội trưởng Lộc 2k2 TV là một trong những người làm tiểu đội sát thủ và hiện tại đang kẹp khu giúp mình và có thể giúp mình làm nhiệm vụ này rất là nhanh luôn hiện tại mình bem là chỉ có một trăm mấy chục ca thôi nhưng mà làm rất là thoải mái Tại vì mình đang ra lệnh cho anh em xe và tám né đường ra để cho coi corona đi đó theo không, không ai dám cản đường tại vì cản đường là mình ho một phát là ngứa người ngay xong nhiệm vụ anh em ơi rất tuyệt vời như vậy là hoàn thành xong nhiệm vụ uh, Tiểu đội sát thủ cho coi corona trước mắt chúng ta đó chính là coi corona và ngay bây giờ mình sẽ đi trả nhiệm vụ để hoàn thành mọi nhiệm vụ và chúng ta tiến qua được tương lai rồi như vậy là sau khi hoàn thành nhiệm vụ tiểu đội sát thủ thì chúng ta có thể tiến qua được tương lai một trong những cột mốc rất quan trọng của một cái ác của bây giờ như vậy là hiện tại bây giờ mình đã là 5 tỷ tư rồi anh em nhá 5 tỷ tư rồi mình sẽ cố gắng làm tiếp phi xe và sau khi hoàn thành Mấy nhiệm vụ này là bây giờ mình qua được tương lai là mình có lẽ là mình sẽ qua tương lai để mình úp anh, úp anh em ạ. Mình sẽ qua tương lai để mình, mình có thể úp cho nó nhanh. Tại vì úp bên rừng đá khá là lâu. tuyệt quá mọi người ơi một đêm đầy cảm xúc của còi corona mọi người có biết tin gì không mình với mở ra được cải đang thỏ 180 ngày chỉ có một viên cáp su hồng mà thôi rất tuyệt vời và bây giờ mình đã mạnh hơn rất nhiều rồi phải nói rằng cực kỳ may mắn một cảm xúc cực kỳ phiêu một đêm tuyệt vời của còi corona thời ra tới anh em ơi phải nói rằng cải trang thỏ này là thỏ xịn anh em ạ à. một trong những cải trang mà rất nhiều người chờ đợi và hiện tại ở xe và tám thì cực kỳ hiếm mình nghĩ là chỉ có mười mấy cái thôi rất là tuyệt vời rồi và namex thì thực sự rất cần cải trang này và mình thực sự là một con người may mắn nằm trong một trong những slot của cap su hồng mở ra cải trang bulma 180 ngày như vậy đây chính là cái động lực cho mình cày namex lên để mà có thể mà làm chung được và sắp tới thì mình sẽ phun toàn bộ sức đánh mà thôi mang trên người cải trang thỏ thì có thể nói rằng mình tự tin hơn rất nhiều và phía thức chúng ta đó là phi xe đại ca thành công rồi anh em ơi hy vọng một lượt là mình sẽ thành công luôn với sự giúp sức của rất nhiều anh em ở đây phải nói rằng mình mới qua xe 8 nhưng mà được anh em chú ý khá là nhiều nhưng mà mình cũng đéo hiểu tại vì sao mà ngọc xe 8 anh em ủng hộ mình khá là ít mọi người ạ mọi người có nhu cầu mua ngọc thì cứ lên hai shop của mình tự động bên dưới phần mô tả nha hai shop đều có bán tự động hoàn toàn 100 trăm luôn và phi xe đại ca ba rất nhiều người tự sát ở đây và người ăn lại là còi corona Hiện tại bây giờ thì chỉ còn phi xe đại ca ba thôi Hy vọng là sẽ thành công luôn phi xe đại ca ba đang đứng trước mặt mình là 9 triệu HP HP tụt rất nhanh Đúng là từ lúc có thỏ thì mình bem nhanh hơn rất nhiều Bây giờ là có trói Có trói đó là lộc 2k2 idol giới trẻ làm như vô tiểu rồi sát thủ Bị rất nhiều người ghét Vâng bây giờ là 6 triệu 9 HP Sức đánh của mình đã là 27k rồi mọi người ơi Chắc có lẽ là mình xin thêm một cái cuồng nộ anh ạ Mình đang đi xin một cái quần nộ Không có cuồng nộ khó làm vai đái Thực sự là khó mà nói Nhưng mà xin là xin có tâm Xin trên 10 cái anh em ạ Xin là phải có tâm luôn Xin trên 10 cái Vâng Lộc 2K2 TV sức mạnh đã là 41 tỷ năm rồi Mình được rất nhiều người giúp sức ở đây Thì với sự giúp sức này thì hy vọng là mình sẽ thành công trên Con đường Làm nhiệm vụ anh em ạ Sau khi nhiệm vụ phi xe thì mình sẽ tiến qua tương lai Và sau khi tiến qua tương lai thì mình sẽ cố gắng làm nhiệm vụ để mà tiến qua câu lơ Sau khi tiến qua câu lơ thì mình sẽ Mình sẽ đứng ở bên câu lơ luôn anh em ạ 5 triệu HP, 4 triệu 9 rồi HP đang giảm dần Mọi người lưu ý khi mà làm nhiệm vụ này á, thấy mấy thằng trái đất quả cầu kinh khi hoặc tự sát thì ngưng bem lại nha. Những anh em nào làm nhiệm vụ bị bêm thì ngưng bem lại. Tại vì ngưng bem lại là bọn nó không thể đẩy theo anh em thấy không? Ngưng bem lại mình tính hết rồi, ngưng bem ngưng bem. Đó, sau khi bọn nó tự sát xong rồi mình bem ăn. Đó, nó đẳng cấp là cái chỗ đó. Coi corona đẳng cấp là cái chỗ đó anh em ạ. Thực sự là quay clip quá mượt mà, một lần xong nhiệm vụ 5 tỷ tư rồi. Mình đã 5 tỷ tư rồi. Rất là tuyệt vời, hay quá là cười Đúng là 2K2 idol giới trẻ. Đấy. Xin tỏ bình viện và xin luôn cả nhiệm vụ. Hai nhiệm vụ luôn tiểu đội sát thủ và nhiệm vụ ờ uh, um, nhiệm vụ phi xe luôn. Một đêm đầy cảm xúc. Cảm ơn Lộc 2K2 idol TV nha. Sẵn nhờ thì nhờ cho nó trót anh em ơi. Thực sự là mình đã qua được bên tương lai rồi, tuy nhiên thằng Long vẫn đang kẹt ở nhiệm vụ tiểu đội sát thủ và Long Corona bắt buộc phải hoàn thành nhiệm vụ này và mình sẽ giúp thằng Long hoàn thành nhiệm vụ này luôn. Hiện tại thì thằng Long đang ngủ rồi anh em ơi đang ngủ để sáng nó làm việc sáng nó dậy sớm làm việc nên là hiện tại bây giờ đã là uh, gần 4 giờ rồi 3 giờ 3 giờ hơn 3 rưỡi rồi thì phải ba rưỡi rồi nên là mình sẽ cố gắng làm xong nhiệm vụ trong long để đi ngủ anh em nhá còn nhiệm vụ phi gen ngày mai nó tự làm nhiệm vụ này là một mình mình cân hết toàn bộ khu luôn rồi à. nói chung là bem tự bem tự xong luôn anh em ạ rất là thoải mái và khỏe khoắn nhá <laughs> cái cái giây phút mà mở ra được thỏ mọi người hiện tại bây giờ thỏ mà thỏ 20 thỏ mà 24 trăm thỏ như là nãy thỏ 180 ngày ấy, anh em thỏ đó ở xe v 8 hiện tại là có khoảng tầm uh, 10 con là cao thôi có khoảng tầm 10 con thỏ như vậy là cao thôi thỏ như vậy gọi là thuộc dạng là thỏ cực kỳ vip tại xe v 8 tại vì là uh, không có ai có cả cực kỳ hiếm mở thì mở nó khó ra mà. tự nhiên mình mua một thì cáp xuống cái mở nó ra anh em Và mừng vãi nồi ra mừng 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 vãi lên ra nói chung là Tuyệt vời nhưng mà mình không dám hét để trong trình với lại cái thằng Long ngủ cũng 4 giờ sáng đây anh em ạ. À. Hôm nay là 4 giờ sáng ngày 25, một đêm đầy cảm xúc của còi ty lúc vậy. Phải nói rằng lâu lắm rồi mình, mình mới có một đêm nhiều cảm xúc như vậy. Mình vừa mới làm xong nhiệm vụ uh, tiểu đội sát thủ cho, với lại nhiệm vụ phi xe cho uh, còi Corona uh, qua được bên uh, tương lai rồi và cũng như mình làm xong cái nhiệm vụ uh, tiểu đội sát thủ cho Long luôn. Rất tuyệt vời một đêm phải nó đầy thăng hoa và đầy cảm xúc mình mở đúng một viên cáp sun duy nhất là nó ra cái cái trang thỏ bún ma luôn anh em ạ ma đã vậy lại đã lúc đó mừng tính mừng lúc đó tính đập máy tính luôn á nhưng mà thực sự là bọn nó đang ngủ thật anh em thấy không ừ, 4 giờ rồi bây giờ 4 giờ sáng tiếng gà gái, tiếng gà gái in ngỏi ngoài rồi bây giờ mình vẫn chưa đi ngủ và quay vlog ở đây thực sự thì hôm nay là uh, bố mẹ mình vườn mình ở trên kia vườn mình là bữa mình quay một cái vlog ở đây. vườn mình ở trên nên là bố mẹ mình hôm nay làm vườn về mệt đó nên là ở trên vườn luôn anh em, ở trên vườn luôn nên là mình ở nhà thì mình xuống đây mình quay vlog nên là cũng không sao hết không có ảnh hưởng tới ai. Thằng trình với anh Long ngủ ở trên đó thì ở trên đó mình không dám gọi là bình luận anh em, tại vì là để bọn nó ngủ 4 giờ sáng rồi. chắc là bây giờ mình cũng xuống ăn nhẹ cái đây đi ngủ anh em, đi ngủ sáng mai dậy phục vụ anh em đấy nhé. Hôm nay là hôm nay mình thức khá là khuya, thực sự hôm nay mình thức khá là khuya, tại vì là anh em thấy đấy, đấy. <laughs> Nói chung là muốn được một cái gì đó hay là muốn hoàn thành một cái gì đó thì bắt buộc bạn phải đổi bằng tiền bạc hoặc là thời gian. Hãy nên nhớ câu đó nhé Muốn đánh đổi một cái gì đó thì bắt buộc các bạn phải bỏ ra một là thời gian, hai là tiền bạc. Nên nhớ nhá. Và mình đã chọn đó là bỏ thời gian. Đó, thì nhờ Lộc 2 k hai giúp đỡ thì mình đã hoàn thành xong nhiệm tổng cộng là 3 lần nhiệm vụ. Hai lần nhiệm vụ tiểu đội sát thủ cho Long Corona và Coi Corona và một lần nữa là uh, mình làm xong cho nhiệm vụ phi xe cho còi corona thì bây giờ mình sẽ đi ngủ và ngày mai mình sẽ hỏi long thì coi là long ơi anh làm xong nhiệm vụ cho mày được đó chắc long mai mừng lắm anh em tại vì thực sự nhiệm vụ tiêu đội sát thủ ở xe và tám là một nhiệm vụ cực kỳ khó khăn và ngày mai mình sẽ nói sao bây giờ mình khuya đấy ngồi nói nhầm nhảm mà trong nhà tính ra kiểu sầm lìn này. À, mình tính nấu mì ăn rồi mình đi ngủ nhưng mà mì ăn nó nóng với lại là cũng lười nấu quá nên thôi cứ làm một chén cơm cho nó chắc bụng rồi mới đi ngủ anh em ạ thì tại vì sao mà mình ăn bây giờ tại vì là bây giờ 4 giờ sáng rồi bây giờ mình ăn xong đi ngủ cũng phải 5 giờ mới ngủ đó đó bốn rưỡi năm giờ mới ngủ ngồi ấn điện thoại tí nữa anh em biết trước khi mà ngủ thì phải ấn điện thoại tí ấn điện thoại tí thì tầm gần 5 giờ mới ngủ thì mình sẽ ngủ dậy trễ một tí anh em yên tâm nhá bên mình phục vụ 24 đến 24 nha anh em buổi sáng vẫn có ông long nó trả lời nhá long dậy sớm nó trả lời nhưng mà bây giờ phải ăn một tí cho chắc bụng anh em phải ăn một tí cái kiểu này cái ăn cái kiểu này giống như kiểu bữa sáng thôi anh em tại vì không ăn là bởi sáng nó đói á, nên mình ngủ kiểu cảm giác rất là mệt nên là bắt buộc phải ăn à, hôm nay hôm nay bố mẹ mình ở trên vườn luôn á nên là ba anh em tự động nấu ăn mọi người ạ thì à, mình quyết định đó là không ăn mì mà mình chọn một chén cơm với này một cái xúc xích anh em này ở đây là mình có chà bông này chà bông này là chà bông kiểu chà bông thịt đó mọi người chà bông thịt đó một hộp mà mình ăn cũng gần hết rồi này còn đây là trình nó nấu trình là một trong những đầu bếp một trong những đầu bếp trong bài của mình đó nó bắt mình toàn ăn cá ăn thịt luộc này anh em này. nước mắm này đó nhưng mà cái này thì uh, bọn mình sẽ đẩy ở đây và một tuần sau thì không có ai dọn thì một tuần sau không có ai dọn thì mở ra cho mèo nó ăn đấy bọn mình là vậy thôi đó thôi được rồi hẹn gặp lại anh em vào ngày mai nhé mình ăn cơm xong đi ngủ đây bye anh em